chương trình gala bí mật tuần trước, chúng ta đã được tìm hiểu ý tưởng sáng tạo dây phơi tự động của nhóm tác giả đến từ câu lạc bộ công nghệ Đại học Công nghiệp Thái Nguyên. Tôi nghĩ chắc là nước nếu như mà phụt vào đây thì quần áo sẽ tự đưa vào. Sản phẩm này được đánh giá là một trong những ý tưởng khả thi và có tính ứng dụng cao trong đời sống hàng ngày. Khi mà thời gian quan trọng như này thì việc tự động của những công việc như thế thì rất là tốt. Với sự rắc rối của mình, Hồng Long và Phương Lê đã tìm cách khắc phục một số địa điểm của dàn phơi tự động này. Qua đó, sản phẩm hứa hẹn sẽ được bán ra thị trường trong tương lai không xa. 3 phút của chương trình gala bí mật tuần này sẽ mang đến sản phẩm gì cho các bạn đây? Hãy cùng đón xem nào! Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng dồi dào trên trái đất. Chỉ cần tận dụng được 1% năng lượng của mặt trời là chúng ta có thể cung cấp đủ năng lượng cho nhu cầu sử dụng của con người trên toàn thế giới. Đây không chỉ là nguồn năng lượng dồi dào mà nó hoàn toàn không gây hại đến môi trường. Ngày nay, tại rất nhiều nơi trên thế giới, người ta đã biết sử dụng pin năng lượng mặt trời để dùng trong sinh hoạt và sản xuất. Đúng như tên gọi, những tấm pin này thường được đặt trên cao để chúng có thể hấp thụ được nhiều ánh sáng mặt trời nhất. Nhưng trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ được khám phá một tấm pin năng lượng mặt trời có thể hấp thụ được năng lượng mặt trời một cách triệt để mà không cần phải đặt quá cao so với mặt đất. Tấm pin năng lượng mặt trời với rất nhiều bộ phận kỳ lạ này là sản phẩm sáng tạo của nhóm bạn sinh viên đến từ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Với sản phẩm này, nhóm tác giả hy vọng sẽ thu được triệt để năng lượng của ánh sáng mặt trời. Khi mà ánh sáng mà đập vào tấm pin thì do hiện tượng quang điện thì nó sẽ phát xạ ra các cái electron và nó sẽ tạo ra các cái điện tích tích điện trên các cái bản cực của cái tấm pin. Các mùa thì cái năng lượng ánh sáng nó không giống nhau. Mùa hè thì mình thu được nhiều ánh sáng nhưng mùa đông thì mình lại không thu được. Nó sẽ nhận được tối đa cái ánh sáng của năng lượng mặt trời. Khi đó thì sẽ năng lượng điện nó ra thì sẽ là được nhiều hơn. Làm sao cho cái năng lượng mà thu được từ tấm pin là lớn nhất? Pin năng lượng mặt trời là sản phẩm đã được ứng dụng rộng rãi trong đời sống tại nhiều nơi. Đây luôn được đánh giá là sản phẩm ưu việt về mọi mặt. Vậy điều gì sẽ làm nên sự khác biệt của sản phẩm trong chương trình gala bí mật hôm nay với các sản phẩm pin mặt trời trên thế giới? Chúng ta hãy cùng đến với những phán đoán của Hồng Long và Quốc Lê về vấn đề này. Thế làm sao thu được nhiều năng lượng thôi? Thế nào Hồng Long? Tôi đang nghĩ xem. Tôi sợ là cái này nó không thu được nhiều năng lượng hơn như cái ở dưới đâu Lê. Nhưng mà tôi thấy các bạn ấy cam kết là cái này thu được nhiều hơn ngay cả khi nó ở thấp hơn mà. Thì nó vẫn thế, thì nó vẫn có cái bộ pin này, bộ tích điện và ắc quy. Về cơ bản nó như thế thì là lý do gì mà to mà nhiều năng lượng hơn cái ở dưới. Có khi nào phủ một cái gì đấy lên cái pin này không? Tôi nghĩ là chắc các bạn này chưa đủ trình độ với cả không đủ kinh phí rồi, kinh phí để làm cái vật liệu mới đúng không? Cái khung này thì không có gì là không còn vỡ, ai cũng làm được. Không thì bây giờ mình đo thử đi biết ngay. Đo thử, bây giờ lại chạy xuống đo cái ở dưới. Xong rồi lại chạy lên đây đo cái này. Số mình đấu điện số lớn rồi mình đo ở bên dưới. Mình sẽ so sánh xem là cái nào thu nhiều hơn thì biết ngay. Rồi đi xuống nhá. Số. Cái này là cái vàng này là của họ đúng không? Đúng rồi. Cái xanh kia là của mình. Thế đấy, cái vàng nó vẫn có cái tốc độ ổn định này. Thế thế nhưng mà cái xanh của mình lại đang có cái xu hướng là đi xuống này. Đấy. Thế thế là rõ ràng là của họ thu được nhiều năng lượng hơn. Theo anh thì tại sao họ có thể thu được nhiều năng lượng hơn? Theo tôi có thể là họ dùng bộ kích điện chăng? Không, nhưng nếu tính tổng năng lượng thì cái bộ kích điện nó ảnh hưởng gì đến cái tổng năng lượng thu được đâu. Khó nhỉ? Có thể nào mà họ dùng cái hệ thống quang học gương chiếu các thứ để tập gọi là hội tụ nhiều ánh sáng hơn không? Nếu mà thay vì cái việc mà người ta làm hội tụ thì người ta làm xứ gương cầu này
làm thành một cái hình parabol này thì có phải là nó tụ được nhiều hơn không, đúng không? Cái hệ thống mà dùng cái gương phản xạ ấy để thu năng lượng thì lúc đấy mình lại phải tính toán là đặt cái tấm gương nó như thế nào và hướng chiếu của nó ra sao thì lúc đấy cái hệ thống nó cồng kềnh. Hay là tôi nghĩ là ví dụ là để mà bình thường thì nếu mà thu được nhiều ánh sáng nhất ấy, thì là cứ tấm pin là vuông góc vào mặt trời là thu được ánh sáng nhất. Thế là họ lại chỉnh tay à? Tức là cứ lúc nào họ cũng lại có người đứng trên đấy họ chỉnh theo cái hướng vuông góc mặt trời à? Hay là mình, ví dụ như là họ sẽ ngồi ở phòng điều khiển như mình và sau đấy họ sẽ chỉnh hướng. Con người không phải lúc nào cũng quan sát và điều khiển được cái hệ thống suốt một cái ngày như thế là dân này. Và thay vì mình dùng tự động có một cái máy móc nó phát hiện ánh sáng cho mình để mình điều khiển nó còn hơn là mình phải mất công mình làm như thế. Như vậy là tôi và Hồng Long đã đưa ra rất là nhiều dự đoán. Tuy nhiên theo những cái cách tư tưởng của tôi thì có vẻ như tất cả những giải pháp đấy đều chưa chính xác. Tất cả chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần sau của Gà Đào Bí Mật để xem nhóm tác giả đã làm như thế nào. Ơi, thật đấy, có cái gì mà nó lại có thể thu được nhiều hơn nhỉ? Tôi thấy ở đây nó có động cơ này, động cơ này làm gì? Nhông này... Nhông của xe máy đấy. Chế vào đây không biết là để làm gì? Chắc là để điều khiển hay là gì đấy? Thì cái nhông xích đấy là để cho chuyển động, chắc là làm cho cái cơ cấu chuyển động ở đấy của cái đấy, hệ thống này. Cái này nó có một cái bộ phận chuyển động. À đây này. Tôi thấy như cái hướng này nó thay đổi này. Trách dốc hơn lúc đấy một chút. Đúng rồi. Em lên lớp quên cần sách của con nên em xin một viên. Nắng hướng này mà cái tấm pin nó lại hướng về hướng này. Như thế thì rất có thể là tôi nghĩ là như thế thì có thể là tấm pin này có thể tự chuyển động xoay hướng mặt trời. Nghe có vẻ có lý. Thế cho nên là khi cái tấm ở dưới nó không chuyển động được thì năng lượng nó thu ít hơn. Đúng rồi, càng ngày nó sẽ càng ít hơn. Còn cái này là nó hướng theo được cái hướng mặt trời cho nên là cái năng lượng nó thu được lúc nào cũng ổn định. Đúng. Nhóm em ấy thiết kế một cái hệ thống mà nó quay cái tấm pin ấy theo cái hướng mặt trời thì lúc đấy cái hiệu suất của tấm pin nó sẽ tăng lên. Bình thường anh để cái tấm pin nó cố định ấy, thì khi mặt trời nó quay ấy, thì cái lượng ánh sáng nó thu được nó không tận dụng được hết cái hiệu suất của tấm pin. Ở trường mình thì từ 3 năm trước thì có lắp một cái tấm pin mặt trời nhưng mà nó được giữ cố định ở một hướng, là hướng về hướng mặt trời lên và hơi chênh khoảng 45 độ. Như thế thì khi về buổi chiều thì cái tấm pin này nó không hướng được ánh sáng mặt trời, tức là nó chỉ hoạt động trong buổi sáng, hoạt động phần lớn công suất nó phát được, nó thu được năng lượng từ buổi sáng. Vậy nên là chúng mình mới nghĩ ra cái ý tưởng ấy là làm sao để cái tấm pin đấy nó sẽ xoay hướng vuông góc với mặt trời trong suốt một ngày. Đây với ngày sáng rồi sao vậy? Nhưng vào đấy thì ở đây đúng không? Ánh sáng nó bằng nhau là nó cái tấm pin nó nằm ngay. Anh chiếu điện kịp vào cái cảm biến đấy. Đấy. Quay rồi nó vẫn nhận. Nào bật lên nhá. Anh bật. Tại cái vị trí này là hai con cảm biến này ánh sáng là như nhau. Cái vấn đề của mình đây là điều khiển theo cái hướng mặt trời. Thì cái hướng mặt trời đấy là cái nó sẽ cái dùng cái cảm biến mà nó nhận biết được cái ánh sáng ở đâu để nó quay cái tấm pin theo hướng đấy. Mình sử dụng cái phương pháp đây là dùng quang trở mà mình đặt ở hai bên của một cái tấm phẳng như này. Cái tấm phẳng này chính là cái hướng chiếu của ánh sáng. Thì đặt quang trở hai bên thì khi mà cái mặt trời nó xoay góc đi thì nó sẽ gây ra cái đổ bóng giữa ở hai bên của cái tấm phẳng này. Cách điều khiển của tấm pin khá đơn giản. Với hai cảm biến quang trở được gắn ngay trên mặt tấm pin, ngăn cách nhau bởi một vách ngăn kín. Khi mặt trời chiếu vuông góc với tấm pin, hệ thống thăng bằng và không hoạt động. Khi hướng mặt trời thay đổi, hiện tượng đổ bóng của vách ngăn khiến hai quang trở nhận được lượng ánh sáng khác nhau. Khi đó, bộ điều khiển sẽ nhận biết và tự điều chỉnh vị trí của tấm pin để trở lại trạng thái thăng bằng. Nắng sẽ chiếu vuông góc và tấm pin sẽ thu được nhiều năng lượng hơn. Ý tưởng về tấm pin năng lượng mặt trời có hệ định hướng của nhóm tác giả Phạm Văn Quân, Hoàng Văn Trọng, Phạm Trung Sơn.
dường như đã có điểm ưu việt hơn so với tấm pin cố định thông thường. Nhưng các bạn chớ vội coi đây là sản phẩm hoàn hảo. Hãy tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu những điều thú vị khác về tấm pin đặc biệt này. Phải đưa ra rất nhiều phán đoán khác nhau. Và cuối cùng, Cúc Lê và Hồng Long cũng phát hiện ra lý do vì sao tấm pin lại có thể thu được nhiều năng lượng như vậy. Tuy nhiên, những anh chàng rắc rối chắc chắn chưa hài lòng. Họ sẽ làm gì tiếp theo đây? Hãy cùng theo dõi Caro Nguyễn và chờ đợi những điều thú vị ở phần sau. Các bạn thân mến, và trong khi tôi và anh Hồng Long vừa mới chuẩn bị xong các điều kiện để có thể thử nghiệm hệ thống điều hướng cho pin năng lượng mặt trời thì trời lại bùng nổ mưa. Thế bây giờ thì không có mặt trời nữa. Và tôi không biết là anh Long anh sẽ định như thế nào. Ở đây có một cái hệ thống năng lượng mặt trời đây mà tôi thấy nó vẫn đang hoạt động ở dưới trời mưa. Hay là bây giờ như này, trước khi mà mình thử nghiệm trời mưa thì mình cho vào phòng thí nghiệm. Cho vào phòng thí nghiệm trước. Tôi thì tôi có phương án có thể là giả lập được cái tình huống mặt trời. Rồi thế thì đi. Đi nhá. Ôi, chào hai bạn. Rồi. Đây là chào bạn đón khán giả đúng không ạ? Dạ, chào bạn. Bạn tên là gì ạ? Em tên là Võ Văn Trọng. Võ Văn Trọng, còn bạn? Em tên là Lương. Lương. À, vừa rồi thì tôi và anh Long đã thử tìm hiểu về sản phẩm của các bạn. Và tôi đặt ra một giả thiết là các bạn đã có một cái hệ thống chuyển động hệ thống điều hướng cho tấm pin này đúng không ạ? Nhưng mà có một điều tôi vẫn băn khoăn là hệ thống điều khiển của các bạn, motor rồi các hệ thống này như thế là nó sẽ hoạt động liên tục. Cứ mặt trời quay là nó quay, một ngày là nó quay nửa vòng. Mà ngày nào cũng hoạt động ngày qua ngày như thế thì chắc là vài bữa nó hỏng, đúng không? Nắng mưa nó cũng chạy quay. Cái hệ thống điều khiển này của em là nó không phải quay liên tục, mà nó chỉ phát hiện khi nào mà thấy cái hướng mặt trời nó lệch trong một cái phạm vi cho phép nào đấy thì mình mới bắt đầu quay, chứ không phải lúc nào mình cũng quay theo hướng mặt trời liên tục, mà mình quay theo thỉnh thoảng đủ thời gian đúng không? Khi ánh sáng mặt trời nó chiếu vào đây nó tạo ra cái góc lệch này nó quá lớn thì bắt đầu mình mới xoay, chứ không nhất thiết lúc nào cũng xoay. Nếu mà lúc nào cũng xoay như thế thì cái điện áp của mình tiêu tốn ở động cơ quá là nhiều. Không, nhưng mà nếu mà lúc nào cũng xoay thì là lúc nào cũng đảm bảo là vuông góc với ánh sáng mặt trời thì lại thu được nhiều hơn. Không, cái trong một cái phạm vi mình chẳng hạn bình thường nếu mà ánh sáng chiếu vào là 90 độ thì là mình thu được nhiều, nhưng mình giới hạn trong phạm vi 85 độ thì vẫn có thể là thu được nhiều. Cộng trừ 5 độ thì mình mới bắt đầu mình quay cách. Và đây cái này nó là cảm biến ánh sáng đúng không? Ừ. Như vậy thì liệu trong những cái trường hợp là sáng thì ban đêm anh nhìn nó ban đêm đúng không? Cái hệ thống này của em là ví dụ như về buổi chiều ấy, ánh sáng ở phía tây ấy, thì nó sẽ chạm vào một cảm biến ở dưới này, cảm biến đây chỗ các hành trình đây và nó chạm đấy thì nó chạm đây là tự áp đúng không, nó chạm đến là tấm pin nó dừng lại hẳn luôn. Và em cho trễ cho khoảng thời gian 1 đến 2 tiếng gì đấy thì là cái tấm pin thì em đã tự động quay về phía hướng đông. Khi mà cái công tắc này mà nó đóng trong vòng 1 tiếng nó cứ đóng vào cái là nó tính thời gian sau 1 tiếng là nó sẽ xoay sang kia và cái mai đó tháng mới. Vâng. Để có thể ứng dụng trong thực tiễn, mỗi tấm pin năng lượng mặt trời thường có kích thước rất lớn. Với ý tưởng về tấm pin có khả năng tự điều hướng, nhóm tác giả sẽ phải tính đến việc làm thế nào để một tấm pin to như thế này có thể tự quay được. Chúng ta cùng xem phần tiếp theo của chương trình để xem các bạn ấy giải đáp như thế nào nhé. Cái chuyện mà sử dụng cái bánh răng và xích ấy, thì cái chuyển động của nó có chính xác không? Nó có chính xác hơn so với cả cái chuyện là các bạn sẽ sử dụng các cái bánh răng như kiểu trong đồng hồ ấy. Thì nó quay thì cái chuyển động nó sẽ là chính xác hơn rất là nhiều so với cái này. Đây là cái sản phẩm mô hình thì ở trong thực tế là cái một cái sạc pin mặt trời ấy, nó rất là lớn ấy. Thì nó không đơn giản là chỉ nhỏ như thế này đâu. Thì lúc đấy chúng em là không tính đến dùng bánh răng và xích này nữa, mà chúng em sẽ dùng cái van thủy lực ấy. Van thủy lực ở cái ô tô ấy nó đẩy ấy. Thì lúc đấy cái đấy nó rất là khỏe, thì là cái nó có thể là chẳng một cái dàn nó rất là lớn thì nó vẫn đẩy được, chỉ cần dùng một cái là điều khiển được. Có ban ngày tấm pin sẽ hoạt động xoay theo hướng của mặt trời, còn ban đêm điều gì sẽ xảy ra nếu có một nguồn sáng tác động vào? Hệ thống sẽ tiếp tục hoạt động hay có cách khắc phục nào khác đây? Để phát hiện giữa ban đêm và ban ngày cái ánh sáng tác động bên ngoài với ánh sáng mặt trời, cái ánh sáng mặt trời của mình là có mang lượng nó
tác động của sóng hồng ngoại thì để cử động thì mình đã thông qua cảm nhận hồng ngoại đấy. Thì khi ánh sáng mặt trời chiếu thì mình sáng là cái con hồng ngoại thì ta hiện là ban ngày. Còn những cái hiện diện khác là hồng ngoại thì mình tác động vậy là hệ thống của mình không ảnh hưởng gì. Thế đấy cũng không hẳn, tại vì chẳng hạn điện có áp đèn sẽ đốt nó vẫn phát hồng ngoại như điện nó mới được. Nhưng mà cái hệ thống của mình đặt trên cao nên là không có điện sửa đổi. Mình tác động ở đây chỉ có là sóng chớp này hoặc là ánh sáng của những máy bay hoặc là những cái đèn thì là từ nơi xa soi vào đèn pin của người dân thì nó soi vào. Như cái ý kiến của cậu thì là cũng có lý, bởi vì những cái ánh sáng ấy, khi ánh sáng nó chiếu vào con nhỏ này thì khi mình lập trình ấy thì cái ngưỡng của nó ấy, thì mình đã so sánh cái ngưỡng nó lớn hơn cái ngưỡng đấy thì nó mới tác động, đúng không? Thì là thứ nhất. Còn ví dụ như nếu mà có một cái ánh sáng nào mà nó chiếu vào nó lớn quá thì khi vào ban đêm ấy, thì là cái hệ thống của mình là không cho hoạt động nữa. Thì nên mình so sánh, ví dụ như lúc đấy mà có cái tín hiệu nó chiếu vào con cảm biến này thì lúc đấy thì mình so sánh, mình xem cái thời gian ấy mà nó nhận cái tín hiệu mà nó chiếu vào con cảm biến này thì là nếu mà vào đúng cái thời gian ban đêm thì là hệ thống không tác động gì. Cái mục đích của các bạn là khi mà sử dụng cái hệ thống truyền động này để cho cái tấm pin đúng không? Hướng theo hướng mặt trời đúng không? Thế thì ở đây là tại sao các bạn chỉ làm theo một cái chuyển động hai chiều lên xuống? Mình bình thường là đông tây, bên mình quay theo nam bắc đúng không? Đông tây nam bắc. Em hay là ở phía mặt trời nó quay theo hướng đông tây rồi. Mà ở trong một năm ấy thì cái góc lệch của nó là không nhiều. Vì vậy em chỉ đặt cái tấm pin là nó quay cho hai hướng đấy thôi. Thì ví dụ như khi mình làm cái hệ thống quay 3D thì vẫn có thể làm được đấy. Nhưng cái chi phí mình bỏ ra với lại khi thiết kế là nó khó khăn hơn. Mà cái năng lượng nó tạo ra cũng không phải là nhiều. Không nhiều hơn so với là mình đặt theo hai hướng đông tây. Mình là Việt Nam, mình ở phía Bắc Bán Cầu thì mình phải quay hơi hướng về phía Nam. Với tôi mua cái sản phẩm này tôi mang đi Úc tôi lắp chẳng hạn thì nó lại phải hơi quay về hướng bắc. Thì không, cái đấy thì cái đấy là khi về bên đấy là mình đã xác định cái hướng của mặt trời của cái vị trí đấy nên là mình quay xác định mình đặt lúc mà lắp cái lúc mình lắp đặt ấy phải có la bàn. Mình xác định hướng mặt trời mọc và hướng mặt trời lặn của người ta ở khu vực đấy. Cái sản phẩm này khi mình lắp đặt ấy thì mình sẽ xác định cái hướng mặt trời mọc và hướng mặt trời lặn. Thường thì khi lắp đặt như thế thì mình không cần phải cái hệ thống quay 3D nữa. Như thế mình sẽ giảm thiểu được cái chi phí lắp đặt và cái hệ thống của mình nó không cồng kềnh dễ. Tức là khi mà sang Úc thì tôi hơi xoay nghiêng nó về một hướng bắc một tí và sau đấy nó cứ chỉ chỉnh theo hai hướng đông tây thôi đúng không? Bởi vì cái tấm pin mặt trời của các bạn ấy nó là một cái tấm phẳng. Thế cho nên là các bạn mới cần một cái trục quay để hướng, thực ra là nó chỉ có chuyển động theo cái hướng lên xuống này thôi đúng không? Tại sao các bạn không làm thành một cái tấm pin hình parabol thì nó hấp thụ luôn cả nắng bên này, nắng ở trên xuống. Mình nếu mình thiết kế như thế mình sẽ tốn mất nhiều cái diện tích thiết kế pin mà cái hiệu quả của nó không đáng là bao nhiêu. Để xem nó có vận hành đúng không? Mà bây giờ là nó đang xoay như thế này là mình giả lập nó đang quay, các bạn quay đi một góc khác đi. Thử mình đang để giữa trưa đi. Trưa là thẳng này đúng không? Giữa trưa. Bạn dùng cái ánh sáng của cái đèn điện thoại của điện thoại này à? Mà nó cũng có thể sử dụng được à?
con ánh sáng ở điện thoại này để phát hiện cái sự chênh lệch ánh sáng. Ví dụ như khi chiếu vào ấy, cái ánh sáng phải lớn hơn một cái ngưỡng, ví dụ ánh chiếu cao này thì hệ thống sẽ không tác động. Lúc đấy mình muốn sát xuống. Vâng, cái ánh sáng nó phải lớn hơn thì mình tác động. Bây giờ thì anh Long, anh định giả lập cái hệ thống mặt trời của anh như thế nào? Tôi đã chuẩn bị sẵn một cái đèn công suất rất lớn để có thể giả lập cái trường hợp là ánh sáng mặt trời ở trong phòng thí nghiệm. Thì bây giờ nếu mà đúng như cái nguyên lý hoạt động của các bạn ý, là khi mà tôi bật cái đèn công suất lớn đấy, nó chiếu vào con cảm biến bên này đúng không? Thì nó phải quay về hướng này, đúng không? Để đón nắng đúng không? Ok, bây giờ thì tôi nhờ lên nhé. Lê bật giúp tôi cái. Tôi bật đèn lên để xem nó có quay về phía đèn đúng không? Bây giờ hiện tại là nó đang đứng ở một cái vị trí như này mà thậm chí là nó còn hơi chếch so với cả cái hướng đèn mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ nhờ Lê bật đèn này lên rồi. Đây đang là khoảng 11 giờ và bây giờ tôi sẽ cho về 4 giờ chiều xem là nó có quay về 4 giờ chiều không. 1 2 3 Đấy. Như vậy nó quay. Các bạn nói là có công tắc hành trình. Ở đây nó đã chạm vào công tắc hành trình rồi. Chạm được dừng. Hai cảm biến này sẽ không đo nữa đúng không ạ? Như vậy là khoảng một thời gian nữa thì nó sẽ tự động trả về buổi sáng. Và bây giờ nó đang ở hướng Tây rồi, và hoàng hôn rồi. Và khi mà đủ cái thời gian sau khi chạm công tắc hành trình, nó sẽ tự động trả về hướng Đông, tức là để chờ buổi sáng sau. À đây. Và bây giờ lại chờ đợi một ngày mới thôi đúng không ạ? Như vậy là ngày hôm nay chúng ta lại thêm một sản phẩm thêm mới. Một sản phẩm nữa. Lúc này thì anh thấy sản phẩm này như thế nào? Nói thật với Lê là cái sản phẩm này nó không quá gây ấn tượng với tôi. Thật sự là như thế. Bởi vì là pin mặt trời thì là cũng có sẵn rồi này. Chỉ có thêm các bạn chỉ có sáng chế thêm một chút về cái chuyện cái động cơ thôi. Nhưng mà thực ra tôi cũng không biết là hiệu quả nó có đúng như các mong đợi các bạn hay không. Nên là thực sự ra là sản phẩm này cũng không gây ấn tượng quá nhiều được với tôi. Tôi nghĩ là cái phần thu năng lượng thì rõ ràng nó cũng có hiệu quả hơn. Chỉ có điều là nếu như mà sản phẩm này ứng dụng ra thì liệu cái động cơ này có hoạt động trơn tru hay không? Những cái mô tả của các bạn thì nó chưa thực sự hoàn chỉnh, chưa phải sản phẩm hoàn thiện được đâu. Thì tôi cũng nghĩ rằng là nếu mà cái sản phẩm này mà muốn gây ấn tượng thêm với cả có thể đưa ra ứng dụng thì là các bạn phải làm trong suốt lại. Thì tính về cái chuyện về cái động cơ, cái tính chuyển động nó phải nhẹ nhàng hơn. Và có thể là để ra ngoài trời mà mình phải yên tâm, đúng không? Còn thực ra thì tôi cũng không quá hài lòng với cả sản phẩm này. Dù sao thì anh cũng đã có thêm được một chút năng lượng để sạc điện thoại và sạc một số thiết bị của anh. Và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta lại khép lại chương trình Gara Bí Mật với một sản phẩm mới, đó là hệ thống điều hướng cho pin năng lượng mặt trời. Và cho dù sản phẩm chưa thực sự hoàn hảo như tất cả chúng ta mong đợi, nhưng nó sẽ là một cái định hướng để các bạn có thể nghiên cứu và đưa ra một sản phẩm hoàn thiện hơn trong tương lai. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu về sản phẩm này, có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ garabimat@vtv.vn. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục đi tìm kiếm những sản phẩm mới và sẽ gặp lại các bạn vào 17:30 vào thứ hai tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.